Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Thi Thông, đến từ nhóm nghiên cứu tinh thể HCRT. Thì trên tay mình đang là một bức tranh tinh thể dựa vào quá trình bay hơi và kết tinh của dung dịch KDB quá bão hòa. Thì để biết được cách làm như thế nào, chúng ta cùng bắt tay vào làm thử nhé. Một điều đặc biệt nữa là hôm nay nhóm mình sẽ có một bạn nữ góp giọng vào phần thuyết minh cho video. Các bạn cùng lắng nghe thử nhé. Đầu tiên, chúng ta cần có KDB với công thức là kali dihydrophosphate. Một vài cái cốc để đun dung dịch. Ống nhỏ giọt. Và màu thực phẩm. Một tấm kính hoặc đĩa dùng một lần hoặc một miếng nhựa mica. Mình sẽ đun một ít nước để pha dung dịch KDB thật bão hòa. Sau đó mình sẽ cho muối KDB thật nhiều vào và đun sôi. Các bạn lưu ý nhớ nhờ phụ huynh giúp mình một tay nhé, vì kính và nước sôi trong thí nghiệm rất nguy hiểm. Mục đích của việc pha trộn một dung dịch KDB quá bão hòa là để trong cái quá trình vẽ thì tinh thể kết tinh thật nhanh và thật nhiều. Các bạn đun cho đến khi trên thành và trên bề mặt của dung dịch xuất hiện các phán tinh thể là được. Bước kế tiếp, các bạn sẽ chuẩn bị 3 đến 4 cái cốc để chia dung dịch KDB bão hòa ra nhiều phần nhỏ. Vì đây là nước sôi cho nên các bạn làm phải cẩn thận nhé. Để nhìn tranh màu sắc hơn thì mình sẽ cho thêm màu thực phẩm vào. Mình sẽ dùng các màu như đỏ, vàng và xanh lá vì những màu này tương đối sáng màu và dễ nhận ra nhân vật cần tạo hình. Các bạn có thể cho nhiều màu để sản phẩm được đậm màu hơn. Sau khi đã pha màu xong, để tránh cốc nguội, các bạn nên duy trì việc đun lại để tinh thể không kết tinh nhé.
Chuẩn bị một tấm kính sạch để bắt đầu vẽ lên nha các bạn. Mình sẽ dùng dung dịch màu xanh để vẽ các nhánh cây và lá trước. Kế tiếp, mình sẽ dùng màu đỏ và vàng để làm hoa. Các bạn có thể thấy là tinh thể kết tinh rất nhanh đúng không? Sau đó mình sẽ phơi nắng để quá trình khô diễn ra nhanh hơn. Mình đã làm thêm một mẫu nữa, nhưng lần này mình cho thêm bột ngọt vào dung dịch KDB quá bão hòa. Mình cũng sẽ vẽ lên thân cây trước. Dùng màu đỏ để tạo hình cho quả. Kế tiếp là màu xanh để tạo hình lá. Các bạn nhớ nhỏ giọt từ từ và cách đều, hạn chế để chúng dính vào nhau nhé. Cuối cùng là vài điểm màu vàng để tạo hình hoa. Và thêm một ít cỏ ở phía dưới. Và sau đó mình cũng sẽ đem phơi nắng để quá trình bay hơi diễn ra nhanh hơn.